Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog người Long An cuộc sống người Long An. Đây mình làm món ngon quá trời các bạn. Đây là gà kho sả với gà chiên các bạn. Đây là đậu bún xào nữa các bạn. Đây rau sống nè. Gà chiên ăn với rau sống các bạn. Quên. À, có chấm nước mắm này, mắm làm đó các bạn. Rồi thêm con mấy con tôm luộc nữa. Mấy cái đùi. Rồi mời các bạn ăn cơm cùng hai chồng nhé các bạn. Rồi giờ tôi làm cái đùi trước rồi kìa. Rồi ăn cơm thôi. Chín rồi. Chín rồi, chín rồi. Giờ cho chị muốn khét rồi, dạo chín không? Đây các bạn. Có một cái đùi rồi. Không có. Nhiều lắm tại trong miếng và chiên cái da nó ngon kìa. Rồi chấm thịt gà kho sả ngon hơn rồi ạ. Thử đi. Để chấm vậy. Nắp rễ ngoài đây ngoài ha. Để xíu rồi bán xíu bên. Đúng không? Cái gì vậy? Bánh chanh. Bánh chanh hả? Trời, cái bột miếng hả? Đây có không? Nó sống có lá cách nữa nè. Phải chấm với gà kho sả hơn, ngon hơn. Chứ tùy mình thích thôi. Rồi bún chấm là ngon, chấm cũng rất ngon. Chẳng ăn nữa. Với chồng toàn thật mà bên dở rồi người ta không vậy. Ừ.
tôm trắng nóng ngon. Làm đỡ phải ở nhà, ở đi làm đỡ phải heo ở nhà mua ở mì cũng có tiền mua nó đói nè. Giờ không nhắc chạy nữa quên nữa. Thấy nó xèo vậy à? Thầy ăn ăn cho còn có còn giỏi còn hai con à ba con à. Quá.
chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog, nhớ thích đăng ký kênh ủng hộ nhé các bạn. Chào các bạn.